sẽ cùng vận động bài hát Em Là Hàng Ngày nhá. Quả trứng mà không cho là ấp thì đã là quả trứng mà thôi. Quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp thì chúng là con ra đời. Hạt thóc mà không sẽ vào đất thì đã là hạt thóc mà thôi. Hạt thóc mà gieo mới vào đất thì lúa mọc lên tốt tươi. Lời nói dù không biết gì dứt thì vẫn là lời nói mà thôi. Lời nói dù hay hay là hay, một chú vẹt cũng nói được ngay. Vẹt là hàng ngày, hàng đêm giấu trong đôi bàn tay. Hôm qua là hạt mầm, hôm nay đã thành cây. Vẹt là hàng ngày, hàng đêm giấu trong đôi bàn tay. Cho bao điều mê say, niềm tung thanh mai. Rất là hay, cô Thu khen cả lớp, cho một tay thật to nào. Các con ơi, chúng mình vừa hát phải hát gì nhỉ? Xếp lạ hàng ngày. Bài gì? Xếp lạ hàng ngày. Đúng rồi, bài hát xếp lạ hàng ngày. Để trong bài hát có nhắc đến những phép lạ nào? Trứng và trứng. Nào? Quả trứng. Quả trứng. Còn ai biết phép lạ gì trong bài hát được nhắc đến? Cô mời bạn Hà Linh. Quả trứng. Trong cuộc sống có rất nhiều những phép lạ khác nhau. Và hôm nay cô Thu cùng các con sẽ tìm hiểu một trong những phép lạ đó nhé. Chúng mình có đồng ý không nào? Vậy thì cô mời các con hãy chia về hai đội, đội của cô Thu và đội của cô Yến, để chúng mình cùng tìm hiểu những phép lạ đó nhé. Nào, mời các con. Rồi, chúng mình hãy lại đây với cô nào. Chính chưa, cô ngồi sang bên đi. Chúng mình hãy cùng xem hôm nay cô chuẩn bị cho chúng mình ngồi xuống gì đây nhờ? Vậy các bạn sẽ cùng quan sát những quả trứng này. Có bạn nào có cảm nhận khác khi chúng mình sờ vào không? Vỏ nó cứng. Vỏ nó cứng. Con cũng cứng. Con ai có nhận xét cứng? Con thấy con trong lòng nó có lòng nở ra. Thế á? Đố các bạn biết đây là trứng gì? Trứng gà nó bé hơn. Nhiều con đây là trứng gì con có biết không? Trứng gà. Trứng gà. Vì sao con biết đây là trứng gà? Nó trắng. Nó trắng. Con thấy quả trứng này trứng gà. Trứng gà. Trứng gà. Có bạn nào biết không? Trứng gà. Nào biết giơ tay. Cô mời, mời bạn Cun nào, con biết gì của quả trứng nhỉ? Có lòng đỏ, ai có thể cho cô Thu biết là các con vừa được quan sát và các con biết gì nào? Mời Khánh. Có lớp màng. Có lớp màng. Mời Hà Linh nào. Ô, trong quả trứng có con gà không nhỉ? Không biết là có đúng không? Ai có thể cho cô biết màu sắc của những quả trứng như thế nào? Mời bạn Hiền Minh. Có màu da. Con Duy nào, con biết gì thêm không? Có màu xanh nữa à? Rồi, cảm ơn con. Trúc Linh. Lòng đỏ. À, cô đã thấy chúng mình có rất nhiều những ý kiến và không biết là những câu trả lời của các bạn có đúng không. Vậy thì cô mời các con hãy cùng quan sát lên trên màn hình với cô Thu nhé. Vừa rồi chúng mình đã được quan sát về quả trứng này. Vậy thì các con hãy cùng nhìn này. Quả trứng có thường thì là có dạng hình bầu dục. Và đây là quả trứng gà thì nó thường là có màu nâu đấy các con ạ. Thế một câu hỏi nữa dành cho lớp chúng mình là đố các con biết ở bên trong quả trứng có gì? Lòng đỏ. Cái giỏi thế. Trắng trong quả trứng có một
bộ phận rất là đặc biệt mà cô Thu vừa thấy là bạn Quang Diệu cũng đã nhắc đến đấy. Và đó là bộ phận nào thì cô mời các con hãy cùng xem một thí nghiệm nhỏ của cô Thu nhé. Để với thí nghiệm này cô cần có trứng này, một chai giấm. À, cô sẽ đặt quả trứng vào trong chiếc cốc, sau đó thì đổ giấm lên phía trên. Và chúng mình hãy cùng quan sát này, điều gì xảy ra với quả trứng không nhỉ? À, giỏi quá, có rất nhiều những cái bọt nhỏ, khí nhỏ li ti đã thoát lên khỏi lớp vỏ trứng. Và cô sẽ để quả trứng này sau 2 ngày. Các bạn nhìn thấy quả trứng bây giờ có khác nhiều so với lúc đầu không nhỉ? Những bọt khí này đang làm sao? Nó bay lên phía trên của mặt nước. Rồi, sau 2 ngày thì chúng mình thấy quả trứng nó đã nổi cao hơn lên trên mặt nước này. Và cô sẽ vớt quả trứng này ra. Theo các bạn thì có điều gì xảy ra với vỏ, lớp vỏ quả trứng không? Chúng mình thấy phần màu nâu trên lớp vỏ quả trứng đã là sao nhỉ? Nó đã bị mờ đi và biến thành màu trắng. Và đây là kết quả xong thí nghiệm. Chúng mình nhìn thấy, chúng mình còn thấy lớp màu trắng không? Các bạn nhìn thấy gì sau thí nghiệm vừa rồi của cô? Ai biết nào? Ai biết cô Tệ Lâm? Cô mời bạn Tệ Lâm. Sau thí nghiệm của cô thì con thấy là quả trứng đã như thế nào nhỉ? Nó còn là màu trắng không? Không, nó còn màu gì? Màu cam. Thế chúng mình có nhìn thấy sự khác biệt của quả trứng trước khi cô làm thí nghiệm và sau khi cô làm thí nghiệm không nhỉ? Nó rất mềm, vì sao con biết nó rất mềm? À, nó mềm. Và bạn Tuệ Lâm, bạn đi tả như thế này là như thế nào các bạn? Có bạn nào có thể nói chính xác không? À, nó mềm bởi vì sao nhỉ? Bởi vì bạn ý tả là nó có thể ấn mềm được lớp vỏ của quả trứng. Vậy thì giới thiệu với các bạn nhé, đó chính là lớp màng của quả trứng đấy. Có cách nào để chúng mình có thể biết được bên trong quả trứng có gì? Đập quả trứng ra, soi đèn. Cô thấy các bạn, bạn Quang Diệu và Nam Khánh có hai ý kiến rất là hay. Và không biết là cách của cô Thu là như nào thì mời các bạn hãy cùng quan sát tiếp lên để xem cô Thu làm cách nào nhé. Chúng mình hãy cùng quan sát về thí nghiệm của cô nhé. Các con nhìn thấy gì nào? Giỏi quá, cái phần lòng đỏ có màu gì? Màu đỏ, màu cam, màu vàng, rất nhiều ý kiến. Thế còn phần lòng trắng thì sao nhỉ? Lòng trắng. Chúng mình đã quan sát được bên trong quả trứng chưa? Rồi. Và vừa rồi thì cô Thu đã sử dụng máy soi, chúng mình chiếu ánh điện qua để có thể biết được bên trong quả trứng đấy. Và để biết chính xác hơn bên trong quả trứng, cô Thu sẽ tiến hành đập quả trứng này ra để chúng mình có thể quan sát bên trong nhé. Chúng mình thấy có gì nhỉ? Có lòng đỏ này, lòng trắng này. Cô sẽ đập thêm quả nữa chúng mình xem nhé. Cô Yến ơi, cô Yến giúp cô Thu cho các bạn cùng quan sát nào. Chúng mình sẽ cùng quan sát bên trong quả trứng nhé. Các con nhìn này, bên trong quả trứng có gì đây nhỉ? Lòng đỏ. Lòng đỏ là phần màu nào, các con có biết không? Đâu, con thử chỉ cô xem nào. Đúng rồi. Và đây là lớp vỏ này. Mình thấy lớp vỏ có như thế nào nhỉ? Rất là cứng này. Đây, cô sẽ đi cho chúng mình quan sát này. Các bạn cùng nhìn đây là phần lòng đỏ và bên ngoài của nó là lòng trắng đấy. Con tay vào đây con. Chúng mình thấy nó có dạng như thế nào nhỉ? Dạng nước hay dạng đá? Nào, chúng quan sát này. Đã
vỏ trứng này, nhìn thấy là vỏ như thế nào nhỉ? Cứng hay mềm? Rất là cứng. Đây, có một quan sát này. Đây thì nó là cái gì? Nó có gì ạ? Quan sát bên trong quả trứng. Vậy thì bên trong quả trứng có gì hả các con? À có lòng đỏ này và lòng trắng này. À, trước đấy thì chúng mình đã được xem thí nghiệm để thấy được lớp màng quả trứng này. À, vừa rồi khi quan sát quả trứng, cô Thu còn thấy có một bạn hỏi cô Thu rằng là không biết là vì sao quả trứng lại có màu khác nhau như thế này. Có bạn nào giải thích giúp cô được không? Bạn nào biết cho? Mời bạn Lan Khánh nào. Vì người ta sơn màu. Có phải vì sơn màu không nhỉ? Có phải là con gà để ra cục sơn không? Vì tạo hóa sinh ra như thế. À vậy thì các con có biết vì sao mà cùng là quả trứng mà làm nó lại có hai màu như thế này không nhỉ? Vậy thì hãy nghe cô Thu giới thiệu cho các con nhé. Quả trứng mà cô đang cầm có vỏ màu nâu gọi là trứng gà công nghiệp. Còn quả trứng có màu trắng là trứng gà ta đấy các con ạ. Trứng ta. Trứng gà ta có màu trắng. Trứng gà nước mình. À cô Thu ơi, lúc này có bạn đang phải thắc mắc là không biết là quả trứng màu nâu thì khi đập ra như thế nào. Cô Thu có thể đập giúp cho bạn nào? Các bạn xem cùng con. Quả trứng màu nâu à? Rồi cô sẽ giải đáp thắc mắc của bạn Cánh nhé. Theo các bạn, khi mà cô đập quả trứng màu nâu này ra thì có giống với hai quả trước cô đập không? Không. Có giống không? Có. À các bạn hãy cùng xem nhé. À, cô sẽ cho chúng mình xem nó. Các bạn cứ ngồi xuống. Chúng mình nhìn này. Nào, các bạn quan sát thấy chưa nhỉ? Còn chúng đều có cấu tạo đó là lòng trắng và lòng đỏ bên trong đấy. Lòng trắng và lòng đỏ. Lòng đen à? Cô Thu ơi, cô Yến có thắc mắc là hôm trước ở nhà cô Yến có nhớ có cái nhà sơn trứng, không biết vì sao mà quả trứng không vỡ. Bạn và cô Thu có thể giải thích giùm cô Yến được không? Có bạn nào có thể giải thích được câu hỏi của cô Yến không nhỉ? Hay vì quả nó bị cứng hơn. Và cho cả lớp cùng biết đáp án luôn nhé. Ở đây cô Thu cũng đã chuẩn bị thêm một quả trứng giống như quả trứng mà hôm trước cô Yến đã làm rơi mà không bị vỡ đấy. Và cô sẽ tiến hành đập quả trứng này ra cho chúng mình xem quả trứng này có gì khác nhé. Cô cũng đã làm vỡ quả trứng này. Và cô sẽ bóc quả trứng này ra. À, có một bà phát hiện ra rồi đấy. Con à, quả trứng trắng. Trứng chín. À, vậy là vì sao quả này rơi lại không bị vỡ nhỉ? Bởi vì nó đã được luộc lên mà nó đã chín rồi. Đúng không nào? Đây chính là câu trả lời cho cô Yến đấy. Bạn nào có thể nhắc lại cho cô Thu biết là bên trong quả trứng thì gồm có những bộ phận nào? Lông đỏ. Cô muốn các bạn giơ tay. Cô sẽ gọi bạn nào giơ tay đẹp nhất. Rồi, cô mời bạn Bảo Ngọc nào. Có lòng đỏ. Có gì nữa? Có gì nữa hả Bảo Ngọc? Lòng trắng. Có gì nữa nhỉ? Nào, ai có thể giúp bạn Bảo Ngọc?
có lớp màng, có gì nữa hả con? Có một bộ phận rất là quan trọng nữa. Có cái vỏ. Đúng rồi, cảm ơn bạn Nam Khánh. Các bạn nhìn lên trên màn hình nhé. Vỏ luôn. À, chúng mình cũng quan sát lên trên màn hình. Vỏ lụa là màng đây. Đây chính là mô hình của quả trứng khi mà người ta cắt lát này các con này. Và quả trứng thì gồm có 4 bộ phận. Ở bên ngoài cùng đó là lớp vỏ, bên trong là lớp màng, trong nữa là lòng trắng, và bên trong cùng của quả trứng là lòng đỏ đấy các con ạ. Trong cùng nữa là con gà. Con gà sẽ chỉ xuất hiện khi con gà mẹ nó ấp quả trứng đấy thì nó sẽ nở ra con gà con thôi các con ạ. Còn khi mà quả trứng chưa ấp thì nó sẽ có cấu tạo là 4 phần như quả trứng mà cô vừa cho chúng mình quan sát đấy. Thế chúng mình vừa được tìm hiểu cấu tạo. Có không? Quả trứng này có khủng long không hả các bạn? À, trứng khủng long chỉ là trứng đồ chơi thôi. Trứng khủng long, thời khủng long mới có. Vậy thì các con vừa được quan sát và tìm hiểu cấu tạo quả trứng rồi. Vậy bạn nào có thể cho cô biết trứng dùng để làm gì? Ăn. Ai biết chúng mình giơ tay trả lời để cho các bạn cùng nghe nào. Cô mời Hà Linh.